Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách tạo một cái logo, một cái tính mẹo làm logo như thế này. Thì các bạn thấy là mình mở một cái gì đó, mình lướt một cái gì đó thì nó vẫn hiện trên máy tính như thế này. Thậm chí mình mở file Word rồi nó vẫn hiện lên. Khi mình rê chuột tới thì nó sẽ mất cái logo đi như thế này. Mình sẽ tắt và làm lại từ đầu. Đầu tiên các bạn tải cái file Clock.exe này về và nhấn chạy nó. Nó sẽ mở một cái folder, các bạn vào Reset. Chúng ta chọn cái file original này và kéo thẻ original. Các bạn mở Photoshop lên, mở Photoshop lên và kéo thẻ original này vào Photoshop. Như thế này. Đây như thế này. Các bạn ở đây mình có một cái logo, bạn kéo thẻ nó vào. Nhấn phím Enter như thế này. Các bạn xóa layer bên dưới đi, chọn layer bên dưới và nhấn Delete. Rồi tiếp theo các bạn lưu cái này lại, ta chọn Save hoặc là con nhấn phím Control Shift S, chọn, nhớ là chọn định dạng là BNG như thế này và nhấn Save. Ok, như thế này. Và chúng ta có thể thoát Photoshop ra được rồi. Chúng ta bắt đầu khởi động lại chương trình. Chúng ta lùi lại, nhấn Clock.exe như thế này. Đi ra chuột đây. Đây sẽ có một cái biểu tượng, nó có một cái icon nhỏ như thế này. Các bạn nhấn chuột phải và chọn Option. Ở đây là cái độ trong suốt của nó. Còn ở đây là cái độ trong suốt khi mình rê chuột tới, ví dụ như mình sẽ để 100% khi mình rê chuột tới thế này. Khi rê chuột tới nó sẽ mờ đi. Còn đây là các bạn nhớ tiếp vào đây, Start with the Windows, thì cái này nó sẽ khởi động lên cùng máy, khi mình mở máy lên nó sẽ khởi động lên. Và tiếp thêm cái dòng này nữa, Click Through và Unmovable. Và tiếp vào các bạn để thông số, các bạn để thông số y như cái này cho mình. Ok. Rồi các bạn không còn quan tâm mấy cái này đó. Các bạn để thông số như thế này. Như thế này. Khi mà rê chuột tới sẽ mờ mờ như thế này. Nó sẽ có một cái logo nhỏ trên này. Ok, chúc các bạn thành công, mình là Cường EAT.